Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 4 thì do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên là trời ít mây, không mưa. Các địa bàn trong toàn tỉnh nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh được dự báo là hai khu vực có mức nhiệt cao nhất lên tới 40 độ C. Nhiệt độ thấp nhất xảy ra lúc gần sáng với mức từ 26 đến 28 độ C. Gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên là độ ẩm thấp nhất giảm xuống chỉ còn 30-40%. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 thì vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động yếu nên là nắng nóng suy giảm. Chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi vào ngày 5 tháng 4 với nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C. Ngày 6 và ngày 7 thì khả năng là nắng nóng kết thúc, một vài nơi có mưa rào và dông, ban ngày thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ C, độ ẩm giảm xuống chỉ còn 55-65%. Bà con cần lưu ý là nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nguy cơ xảy ra cháy rừng cũng rất lớn. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, nên là người dân cần sắp xếp thời gian hợp lý để hạn chế làm việc nhiều ngoài trời trong thời tiết nắng nóng.